nhờ nguyên tắc học tập của con người. Thì con người và động vật nó khác nhau, nó khác nhau ở nguyên tắc nguyên tắc học tập. Hành vi của con vật được thực hiện theo nguyên tắc cứ có kích thích tác động vào cơ thể thì cơ thể sẽ trả lời lại bằng phản ứng nào đó. Từ đây con công thức rất nổi tiếng về hành vi đó là công thức SR. Đây, công thức SR. Công thức này là kích thích và phản ứng. Nó viết tắt của từ kích thích và phản ứng. Khi chúng ta kích thích nó thì nó sẽ phản ứng lại theo một cơ chế nào đó. Và công việc này được thể hiện ở mọi hành vi do cơ thể tạo ra. Ở đây là hành vi được hiểu là tổ hợp các phản ứng cơ thể trả lời các kích thước tác động con người. Sự biến đổi hành vi tức là sự học của động vật bắt đầu từ nguyên tắc kích thích phản ứng. Hay nói cách khác, chúng ta đang tìm sự khác nhau giữa các nguyên tắc học tập giữa người và động vật. Nguyên tắc của sự học ở động vật và người. Nhưng con vật ấy không đặt ra mục đích làm biến đổi hành vi của mình sao cho phù hợp với điều kiện sống, mà con người thì lại có. Đấy, việc làm biến đổi hành vi sự học của con vật là do sự mò mẫm gắn chặt với những tình huống cụ thể. Vì những tình huống này quy định, chúng ta có thể cho chuột nó chạy qua chạy lại rất nhiều lần trong cái mê cung chẳng hạn. Khi nó phát hiện lối ra rồi thì chuyện xấu, chuột nó thì chúng ta thả nó là vào lần một thì nó chạy với thời gian rất lâu, thả vào lần hai thì thời gian nó tìm đường ra là nhanh hơn tí, rồi lần ba nó cũng nhanh hơn tí. Như thế thì con vật mẹ nó mò mẫm và nó gắn chặt vào những tình huống cụ thể và bị những tình huống này quy định nên con vật thực hiện hành vi của mình theo nguyên tắc là SR, tức là theo nguyên tắc là kích thích phản ứng, và điều chỉnh hành vi của mình theo cách làm thử thất bại sai cho đến khi đúng thì dừng lại. Những lần sau nó sẽ lặp lại những hành động, những tình huống tương tự như thế. Và sau mỗi lần làm như vậy, thành công đến với nó nhanh hơn. Dần dần các hành vi mới được củng cố lại với những tình huống hay những đối tượng nhất định. Sự điều chỉnh của động vật như vậy gọi là nguyên tắc thử sai. Nguyên tắc sự học ở động vật được thực hiện theo hai nguyên tắc cơ bản, nguyên tắc kích thích và phản ứng. Kết quả của sự học này là kết quả cao nhất, cũng chỉ làm cho chúng kích thích, chúng thích nghi được với môi trường. Đấy, kết quả sự học này cao nhất là cũng chỉ làm chúng thích nghi được môi trường thôi, chứ không thể nào biến đổi môi trường, không thể nào cải tạo được môi trường rồi. Ở con người thì khác, sự học nó diễn ra theo nguyên tắc là đàn em con vật, nhưng đó không phải là nguyên tắc học tập đặc trưng. Nguyên tắc học tập đặc trưng của con người hoàn toàn khác với nguyên tắc học tập của động vật. Con người trước khi hành động khác với con vật đã hình dung được trong đầu kết quả sẽ đạt được sau khi hành động. Do đó, sự học đặc trưng của con người là sự học có mục đích định sẵn từ trước. Nghĩa là con người học có mục đích định sẵn từ trước. Con người khác với con vật. Khi học tập, con người có mục đích hình thành sẵn. Đấy. Và ở đây con người trước khi hành động thì nó đã có cái mục đích sẵn rồi, hình dung ra trong đầu rồi. Đấy. Ở đây con người ý thức rõ được rất rõ là phải học cái gì, học như thế nào và học để làm gì. Sự học này diễn ra trong hoạt động bằng hoạt động của con người với nội dung học tập. Nói cách khác, sự học của con người được thực hiện theo nguyên tắc 3-0: chủ thể, hoạt động, đối tượng. Đấy, con người học thể
sao ba không? Cụ thể hoạt động đối tượng hoạt động là một nguyên tắc đặc trưng để thực hiện sự học của con người. Tất nhiên đi kèm với hoạt động đó còn có giao tiếp, như kèm theo một số nguyên tắc tất yếu của sự học của con người. Do đó sự học của con người có tính tích cực, có tính tích cực, chủ động cao. Kết quả của sự học theo nguyên tắc đặc trưng này đã làm cho con người vượt lên trên cái sự thích nghi của môi trường sống, có thể thay đổi, cải tạo môi trường mà chúng ta đang học, đang hoạt động, đấy, đang tiếp xúc, để nó không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Như vậy sự khác nhau giữa con người và động vật là con người có thể cải tạo thay đổi môi trường sống. Học tập để nâng cao con vật thì không. Đấy, các loại hình thức học tập của con người đó là học tập mà có chủ định, có chủ động. Học tập có chủ định là gì? Là hình thức học tập là hình thức học tập mà chúng ta có thể là tiếp thu kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo tương ứng. Chúng ta có học tập có chủ định là sự tiếp thu kiến thức, biến đổi hành vi có mục đích được đặt ra từ trước. Sự học này diễn ra trong hoạt động mà mục đích trực tiếp của nó là học cái gì đó. Người ta có thể gọi hoạt động này là hoạt động học, một hoạt động đặc thù của con người, chỉ có ở con người. Hoạt động học được thực hiện theo nguyên tắc nhà trường, do người học thực hiện với sự hướng dẫn của người thầy, nhằm lĩnh hội được tri thức, khái niệm khoa học, hình thành kỹ năng, kỹ xảo tương ứng, làm cho sự phát triển trí tuệ, năng lực của con người để giải quyết và thực hiện được nhiệm vụ cuộc sống giao cho đặt ra. Và hoạt động này thì nó có lợi ích gì? Có ba cái đặc điểm đặc trưng sau đây, đó là có đối tượng là tri thức, kỹ năng, kỹ xảo tương ứng. Nó hướng vào làm cho sự phát triển trí tuệ, năng lực của con người. Có tính chất tái tạo, diễn ra theo cơ chế luân hồi, được điều khiển một cách có ý thức, gắn chặt với hành động, hoạt động dạy. Kết quả nổi bật, ưu việt của loại học này là đưa cho người học một hệ thống khái niệm khoa học, tạo nên cho người đọc có khả năng giải quyết nhiệm vụ trong đời sống một cách sáng tạo, hiệu quả, chất lượng cao. Do đó, con người có thể cải tạo thế giới xung quanh và cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. Kết quả của hoạt động này, dạng này là gì? Là nó đưa cho cái con người học mình một hệ thống khái niệm khoa học, tạo nên cho người học khả năng giải quyết được các nhiệm vụ đời sống tạo ra. Đó là nó đưa ra khả năng, nó có thể đưa ra khả năng giải quyết các nhiệm vụ đời sống đặt ra. Các nhiệm vụ đời sống đặt ra một cách sáng tạo, hiệu quả, và nó có thể cải tạo thế giới xung quanh. Làm như xung quanh cải thiện chất lượng cuộc sống của mình.
cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. Hình thức học tập thứ hai là hình thức học tập không có chủ định. Hình thức học tập không có chủ định là hình thức học tập như thế nào? Học không có chủ định là sự tiếp thu tri thức, biến đổi hành vi không có mục đích đặt ra từ trước. Đấy, nó giống con vật. Con vật cứ chạy khắp cái mê cung để tìm đường ra thôi. Mục đích là gì thì nó không có. Trường hợp này diễn ra một cách ngẫu nhiên và thông qua việc thực hiện một hoạt động có mục đích chứ không phải là mục đích học tập. Ví dụ, một đứa trẻ chơi đồ chơi không phải là để học cái gì đó, mà khi chơi đồ chơi, đứa trẻ này hoàn toàn không đề ra được mục đích học gì cả. Những hành động của đứa trẻ chỉ là hướng vào việc thỏa mãn nhu cầu khám phá đồ chơi. Nhưng mà trong quá trình chơi, đứa trẻ này đã hiểu được những thuộc tính của đồ chơi, đã biến đổi được hành vi cầm nắm của bàn tay mình như thế nào. Từ đó có thể kết quả thu được khi chơi, cái kết quả ta thu được khi đang chơi, chứ không phải là mục đích của việc vui chơi. Người ta có thể nói đi mỗi ngày làm học một sàng khô một cái loại hành động này, tức là hành động được tích lũy dựa trên kinh nghiệm, dựa trên cái vốn sống. Hay nói cách khác, học tập không chủ định là học cái loại hình thức học tập này là ta lĩnh hội những kinh nghiệm một cách tự nhiên, nhẹ nhàng và thoải mái. Hiệu quả nó không cao, nhưng mà thường tốn nhiều thời gian, rồi cái tiếp thu được không liên quan đến nhu cầu hứng thú, mà nhiều cái khác bỏ đó thì nó đều bị bỏ qua. Chỉ đưa lại những kiến thức là tiền khoa học rời rạc và không hệ thống. Do vậy, các bạn muốn học một cách có hệ thống thì đừng chọn cái cách học tập chủ định này, không chủ định này. Chỉ hình thành nên những năng lực thực tiễn bộ phận. Đấy, nghĩa là chúng ta có thể tìm hiểu được bộ phận nhỏ của nó, nhưng mà không thể nhìn được bao quát. Đấy, không nên nào học được bao quát cái sự học này, vì chúng ta không có mục đích mà. Như vậy, cách học không có chủ định nó sẽ bộc lộ nhiều hạn chế hơn là ưu điểm, không thể làm cho con người tiến xa và gánh vác nổi những nhiệm vụ nặng nề của cuộc sống đặt ra. Tổng kết hai cái hình thức học tập này thì chúng ta nên chọn hình thức học tập có chủ định, và hình thức học tập không chủ định thì nó kém hơn, nó nhược điểm nhiều hơn so với hình thức học tập là có chủ định. Và con người con vật khác nhau cũng là ở chỗ đó. Con vật thì nó học tập không có chủ định, còn con người nó học tập có chủ định, có mục đích, có tương lai, hình dung ra tương lai của mình, hình dung ra kết quả mình đạt được, học như thế nào, học để làm gì và học ra làm sao. Đấy, nhật ký học tập đến đây là của việc đời sống văn hóa là đến đây kết thúc.